Pháp Hòa không có dùng Facebook. Vì vậy cho nên nếu quý vị thấy có tên cá nhân Pháp Hòa trên ở Facebook thì quý vị biết rằng cái đó không phải của Pháp Hòa. Quý vị đừng có nhắn tin vào trong đó, rồi người ta sẽ lợi dụng cái tâm tốt của mình mà người ta lấy tên Pháp Hòa mà người ta gọi là kêu gọi. Thì mới đây là có một Phật tử không biết thật hư như thế nào, rồi lên Facebook thấy tên Pháp Hòa rồi nhắn vào đó rồi nói hồi thì Pháp Hòa hứa hẹn cho tới chùa này kia nọ, rồi Pháp Hòa biểu gửi tiền về cho người thân Pháp Hòa ở Việt Nam, Pháp Hòa mượn. Mà nghe nói đâu đó vị đó bị gạt hết 10.000 đô. Đó là cái người mà lấy cái tên đó là Pháp Hòa đã thông báo trên cái thông báo từ năm cái gần đây nhất là 2019 và cũng như mới vừa 2020 hay là 21 gì vừa rồi, nổi trong cái năm rồi hay là năm nay đó, trong cái buổi học buổi chiều đó Pháp Hòa cũng có nói một lần. Tại vì cái vị đó đã gọi nhắn tin cho Phật tử qua cái Messenger ở bên trên Facebook và lấy tên Pháp Hòa ra rồi mượn tiền, rồi xin tiền, vận động tiền bằng mọi hình thức. Thí dụ như là làm từ thiện nè, hay là mượn tiền cho ai nè, rồi nói là Pháp Hòa đang bận lắm, không có đi ra gửi tiền ở Việt Nam được, thôi quý vị ứng cho mượn đi, rồi ngày nào đó Pháp Hòa rảnh Pháp Hòa trả lại, vân vân. Mà Pháp Hòa đã nhắc rất là nhiều lần là Pháp Hòa không có dùng Facebook. Chùa có Facebook của chùa là cái tu viện Trúc Lâm, là các thầy điều hành cái trang Facebook đó. Mà cá nhân Pháp Hòa, các thầy cũng, Pháp Hòa cũng không có hỏi các thầy cái password để đi vào trong cái Facebook đó nữa. Rồi các thầy tự điều hành, rồi có chuyện gì thì cho Hòa hay thôi. Cho nên quý vị đừng có nhắn cái gì vào trong những cái trang mà có chữ thầy Pháp Hòa, thích Pháp Hòa, sư thầy Pháp Hòa, thích Pháp Hòa có dấu, thích Pháp Hòa không có dấu. Em không có xài Facebook. Đã nhắc bao nhiêu lần mà cứ để như vậy, xong rồi ai ăn đâu chửi em không? Đó là một việc. Và gần đây nhất có một cái page Facebook lấy tên là Sư Thầy Thích Pháp Hòa, viết một cái bài viết gần 3 trang giấy quảng cáo thuốc tiểu đường. Và nói rất là bài bản và tự xưng luôn. Tại vì ở trên mạng đó họ có để là Thầy Thích Pháp Hòa sinh năm mấy, tại đâu, xuất gia ở đâu. Họ copy nguyên cái phần đó, họ để vô cái bài viết. Đây, tuần lễ này Pháp Hòa nhận gần 10 cái email của Phật tử chụp mấy cái này ở trên Facebook gửi đây nè. Viết 3 trang giấy. Và trong này có một cái mà coi như là tự xưng. Dạo gần đây trong những bài giảng Phật Pháp và trả lời vấn đáp hằng ngày, có rất nhiều quý vị đã gọi điện thoại liên hệ và than thở với tôi về bệnh tiểu đường. Rồi một số quý vị than phiền và mất tiền cho những thầy lang không có tâm đức trên mạng. Rồi xong rồi nói là tôi nhiều năm bị tiểu đường. Nó là Pháp Hòa tự xưng Pháp Hòa nhiều năm bị tiểu đường, uống thuốc, bây giờ nhờ cái thuốc này mà hết rồi, xưng. Rồi trong này còn nói là tôi cũng là người mắc căn bệnh tiểu đường này 10 năm. Tôi đã chạy chữa vái lại tứ phương mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Thuốc Tây, thuốc ta tôi đều dùng qua, chỉ có số đường huyết tôi vẫn gì đó. Rồi một lô 3 trang giấy mà giống như là Pháp Hòa viết cái bài này để Pháp Hòa quảng cáo cái thứ thuốc này. Thì Pháp Hòa thật nói không có quan trọng, nhưng mà chỉ để cho quý vị biết, để quý vị khỏi có lầm thôi. Pháp Hòa không có xài Facebook. Thôi bây giờ mời đại chúng nghe Kinh Pháp Cú. Hôm nay mình học đến câu thứ, mình sẽ học 3 câu: 54, 55, 56, 57, 4 câu. Đây là câu thứ 54. Hương các loài hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh
ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Cái câu này ý nói là hương của các loài hoa, không có hương, không có loài hoa, không có hương nào bay ngược gió được hết. Chỉ hương của người có đức hạnh ngược gió khắp tung bay, tức là bay khắp muôn phương. Đó là một câu thứ 54. Câu 55, cái ý cũng giống giống. Hoa chiên đàn già la, hoa sen hoa vũ quý, tức là đọc ra list, đọc ra bốn loại hoa: hoa chiên đàn, hoa già la, hoa sen, hoa vũ quý. Giữa những hương hoa ấy, giới hương là vô thượng. Giữa bốn loài hoa mà vừa kể trên thì hương của người giữ giới thanh tịnh mới là cái cao thượng. Câu thứ 56, ít giá trị hương này, hương già la chiên đàn, chỉ hương người đức hạnh tối thượng tỏa thiên giới. Cái ý cũng giống. Câu 57, giữa ai có giới hạnh, an trú không phóng vật, chánh trí chơn giải thoát, ác ma không thấy đường. Đó là bốn câu. Thì bây giờ bốn câu này tuy rằng nó có một vài chữ nó khác, nhưng cái ý không có khác là sao? Dù tất cả các loài hương quý trên đời này cũng không hương nào bay được ngược gió. Duy nhất chỉ có hương của người có tu, có giới, thì hương cái đức hạnh đó đó nó mới tỏa khắp muôn phương. Đúng không? Chỉ có cái người mà người ta có cái sự tu hành, cái người ta có cái đạo đức thì nó mới tỏa ra khắp muôn phương thôi. Còn bây giờ ví dụ bây giờ mình thắp trầm, thắp hoặc là những loài hương hoa nào đi nữa thì nó chỉ phạm vi này thôi. Ví dụ bây giờ mình có một cái nén trầm thiệt là mắc tiền, mình thắp lên nó thơm cả cái phòng này, mà thậm chí nó thơm cả trai đường, thì cũng trong phạm vi này thôi, chứ không nó không thể lan ra khỏi cái chùa này được. Nhưng mà chỉ có hương người đức hạnh á, thì không phải chỉ ở trong cái phòng này, hay là trong ém minh tinh này, hay là trong cái thành phố đó, mà nó tỏa khắp mọi nơi. Đó, thì đó, thì cái câu này là Đức Phật ý muốn nói như vậy. Thì thưa đại chúng là trước hết và chúng ta nên nói một điều rằng trong đạo Phật có ba cái nền tảng tu tập. Thứ nhất là giới, thứ hai là định, thứ ba là tuệ. Chúng ta thường gọi là tam vô lậu học. Tam là ba, vô lậu là không còn lỗi lầm phiền não. Học là cái điều mình cần học, nghĩa là ba điều chúng ta cần học, cần tu để chúng ta tránh phiền não, khổ đau, lỗi lầm. Mà trước hết phải nói giới. Giới là gì? Giới là mình nói một chữ cho nó gọn, tiếng Phạn gọi là sila, có khi âm là thi la. Giới là những điều ngăn cấm, những điều chúng ta đừng làm để chúng ta không gây tổn thương cho mình và người khác. Nói đơn giản như hôm nay Pháp Hòa thường nói cho đại chúng dễ nhớ là giới là gì? Là đạo đức. Nghĩa là chúng ta không có vi phạm những điều sai quấy thì người đó có đạo đức. Mà thường thường á, giới á, và luật, giới có cái phạm vi rất là rộng. Còn luật là gì? Và luật là những cái khuôn phép mà tùy theo cái sự phạm giới của người đó mà mình xử. Ví dụ ở trong cái xã hội mình cũng thế thôi. Người ta có những cái điều luật, thí dụ như là mình không được giết người, không được ăn cắp. Và thậm chí khi mà ai đó phạm tội giết người thì người ta sẽ điều tra và xem coi, cũng đồng là cái tội giết người nhưng mà thuộc dạng là first degree hay second degree, thì từ cái khi mà đều là phạm giới hết, đều là phạm giới hết, tự mình làm, suối người làm, tán đồng theo người ta làm, đó là những cái phương thức, thì người ta sẽ dựa vào những cái đó để người ta có cái hình phạt đối với cái người phạm luật. Vì vậy cho nên á,
thường nhà Phật dùng cái từ là giới luật. Giới luật. Mà giới là ai cũng căn bản là tất cả những người sống ở đời mà mình muốn có được một cái đời sống an ổn thì nhất định người đó phải có giới. Ví dụ như á, cư sĩ tại gia muốn có một cuộc sống hạnh phúc yên ấm, Đức Phật dạy giữ năm giới. Đó là nền tảng cho người cư sĩ. Thứ nhất, không giết người hại vật. Thứ hai, không gian tham trộm cắp. Thứ ba, không tà hạnh ngoại tình. Thứ tư, không lường gạt dối trá. Thứ năm, không rượu chè cờ bạc bê tha. Thì quý vị nhìn vô năm cái giới này thì rõ ràng đâu có cái gì lợi cho cái đạo nào đâu. Mà có thể nói rằng tất cả con người ở thế gian này, ai muốn có một đời sống an ổn, gia đình hạnh phúc, thì đây là năm điều các vị cần thực tập. Thì vậy cho nên á, người nào mà có giữ giới thì tự nhiên cái đạo đức của người đó tỏa ra. Cũng giống như ngày xưa mà vua Nghiêu vua Thuấn á, đi tìm cái hiền tài mà thấy cái người đó đó sống một đời sống tốt, cho nên mời cái người đó để làm vua mà không truyền cho con của mình. Là vì sao? Vì họ biết được người đó có đạo đức. Ngay cả trong chùa cũng vậy. Ngày xưa có những vị hòa thượng á, có những người đệ tử ruột, nhưng mà vì thấy rằng đệ tử ruột của mình á, cái sự tu tập, cái đạo hạnh, cái hạnh kiểm chưa bằng cái người đệ tử tới học với mình, cho nên cuối cùng ngài cũng chọn cái người mà đệ tử tới xin mình học thôi, không phải đệ tử ruột. Không, thật ra trong Phật pháp thì ổng ai ruột ai không ruột, nhưng mà để nói theo bây giờ để cho quý vị dễ hiểu, với người nào mà đệ tử mà tới đây xuất gia với mình thì mình tạm gọi là đệ tử ruột. Còn ai mà ở xa tới mà vì cái sự ham tu cầu học thì đến cầu cái vị đó để học. Nhưng mà thường thường trong cái tâm của người tu thì thương tất cả những đệ tử giống nhau. Nếu ai mà có sự tu tập, mình đều thương giống bình đẳng. Tại vì nếu mà mình thương theo cái kiểu kia thì mình có phân biệt. Mà có phân biệt thì cái sự dạy dỗ và cái tình thương cũng như cái mình chưa đủ cái hạnh, cái đức để mà cảm hóa tất cả đệ tử. Mà trong cái tinh thần của người thầy là tất cả đệ tử đều thương. Nhưng mà mỗi một người đệ tử mình biểu lộ cái tình thương khác nhau. Có giống như mình làm cha mẹ không? Mình làm cha mẹ cũng thế thôi. Con là mình thương đồng. Nhưng mà hễ cái đứa nào mà nó khó khăn hơn, hễ đứa nào mà nó nghịch ngợm hơn, mỗi đứa mình thương cách khác, mình dạy cách khác. Nhưng mà đâu có thể là gì không thương. Có nhiều đứa nó thấy mình la nó hoài thì nó nghĩ rằng mình ghét nó. Nhưng mà thiệt sự là không có ghét, là vì mình muốn cho đứa nhỏ đó nó tốt. Cho mình thường mà nó thường làm những điều sai quấy thì người cha người mẹ phải rầy, phải khuyên. Chứ có cha mẹ nào mà muốn con mình dở đâu. Cho nên cái tình thương của cha mẹ nó cũng giống như là cái đáy biển vậy đó, thấy không? Còn cái cách mà thương đó, nó giống như là nước trên mặt hồ lăn tăn tùy theo cơn gió. Nhưng mà cái người mà người ta có cái nội tâm tĩnh lặng đó, thì cũng giống như là mặt hồ. Và cái tình thương nó cũng giống như vậy, nó vững chãi, nó bình đẳng như vậy, nó sâu thẳm như vậy. Nhưng mà quý vị thấy mặt hồ không? Có những lúc bình lặng, có những lúc lăn tăn và có những lúc gợn sóng tùy theo gió. Mà có những khi gió nó thổi thì nước nó mình thấy nó như chiều này, như lát nó như chiều kia. Nhưng mà cái bên ở dưới nó không hề động đậy gì hết. Thì cũng như vậy. Vì vậy cho nên cái người mà người ta giữ giới đó là tự nhiên họ có rất nhiều những cái đức, cái hạnh mà ai cũng cảm nhận từ nơi đó. Ở trong kinh Kinh Tăng Chi á, Đức Phật có đưa ra ba hạng người giữ giới. Thứ nhất, có những người giữ giới như là chăn bò, như một người chăn bò. Có những người giữ giới như những nhà ngoại đạo. Có những người giữ giới như bậc thánh.
Thì Đức Phật mới giải thích nè, quý vị biết là những người chăn bò thì người ta làm sao? Người ta đếm, ví dụ như mỗi ngày cho bò ra ăn cỏ 50 con, rồi chiều á đếm đủ 50 con vô chuồng là được rồi. Họ không quan tâm là con bò này nó có uống nước chỗ sạch không, nó ăn cỏ có đủ không, nó mập nó ốm như thế nào, con bò này nó bệnh ra làm sao, mỗi con bò nó có cái như thế nào. Cái người chăn bò mà biết cách chăn bò thì không phải chỉ đếm bò ra vô mỗi ngày, hay là cứ tới giờ là thả nó ra cái bãi ruộng đó mà không quan tâm. Mà cái người chăn bò mà có quan tâm là sẽ biết được bữa nay con bò này như thế này, bữa nay con bò kia như thế kia. Rồi á, nó ăn cỏ chỗ này không được, chỗ này cỏ này độc lắm, ăn không có bổ dưỡng cho nó. Chỗ này uống nước dơ lắm, không có lợi cho con bò. Thì có những người á, thì Phật lấy cái hình ảnh mà những người mà chăn bò mà dư đếm thôi, đếm bò thôi á, thì Đức Phật nói cũng có những người giữ giới giống vậy. Giữ giới giống vậy là sao? Đi thọ giới đủ 5 giới. Tôi đủ 5 giới nè, tôi có chứng điệp nè, thấy không? À, rồi cái tháng nào cũng đi vô chùa tụng giới hết. Hỏi Phật tử tháng qua có giữ giới không sát sanh không? Mô Phật có. Nhưng mà không có biết những cái chi tiết, những cái tâm hành nó đang biến dạng mà mình không biết. Chẳng hạn như á, Pháp Hòa ví dụ như hay, Pháp Hòa hay ví dụ là mình nói mình không ăn cắp. À, mình nghĩ rằng mình lấy cái tay mình bỏ một đồ một túi mới kêu là ăn cắp, ví dụ vậy đi. Nhưng mà có nhiều lúc mình ăn gian, mình tới tiệm cái mình thấy cái món hàng đó nó nằm ở chỗ cái bảng giá này rẻ đó, mình lấy cái bảng giá rẻ mình dán vô cái mình ra mình tính tiền. Thì mình có thể qua mặt rồi mình ăn người ta lượt, mình lời được 5-10 đồng đi. Nhưng mà mình đâu có biết rằng á, cái hình thức đó là một hình thức ăn cắp. Thí dụ vậy. Và thậm chí á, là mình sơ ý, mình mua hàng gì đó, mua 4 cái nó rớt vô giỏ mình cái. Cái chuyện mình vô tình, vô ý không nói, nhưng mà biết thôi kệ đi, tại này nó mình đâu ăn cắp đâu, tự nó rớt vô à. Mình biết như vậy mà mình vẫn để yên như vậy, mà trong khi đó mình có khả năng mình trả lại cho người ta. Thì Đức Phật nói cũng giống như những người chăn bò, cứ nghĩ là giữ giới vậy thôi mà không có quan tâm những cái giới mình đó, nó sức mẻ, nhiều khi nó không có break, nó không có bể nha. Ở trong giới nói hay lắm, là giới thân không bao giờ bị sức mẻ. Nó là sức mẻ là gì? Cái gì mà nó bể thì thôi quá chừng rồi, nhưng mà có những cái nó mẻ, nó bị trầy, thì trong khi mình giữ giới có những cái mà đôi lúc mình không có bận quan tâm, và những cái nhỏ nhỏ đó chúng ta có thể vi phạm, mà cái vi phạm đó từ cái nhỏ đó lâu ngày nó sẽ thành ra cái vi phạm lớn. Cho nên giới còn được định nghĩa là gì? Phòng phi chỉ ác. Phòng là phòng ngừa, phi là cái lỗi. Phòng phi là cái lỗi. Ví dụ như mình thọ giới Bồ Tát, mà trong giới Bồ Tát có một cái giới là không được nói lỗi của tứ chúng, mà nói đúng hơn là không được đi rao lỗi. Còn ai có lỗi mình trực tiếp mình nói cho người ta nghe, mình hướng dẫn người ta, nếu mà mình biết cái đó lỗi và mình biết cách chữa lỗi, mình nói cho họ, mà bằng cái tâm xây dựng của mình. Đằng này mình không nói, mình đi rỉ tai, mình đi rao. Mình nhiều khi mình cũng vô tình mình làm cái chuyện đó, nhưng mình không biết rằng mình đang vi phạm cái điều mà chúng ta đã thọ. Thì không khéo thì cũng giống như là giới gì, như người chăn bò đếm thôi. Tháng nào tôi kiểm lại, tôi giữ đủ 10 giới, tôi giữ đủ mấy trăm giới đó, nhưng mà không biết cái làm sao cho cái giới của mình mỗi ngày nó khỏe mạnh hơn, nó tốt đẹp hơn, mà chỉ có cái hình thức giữ giới. Điều thứ hai là giữ giới như ngoại đạo. Ở bên Ấn Độ á, có những cái tôn giáo thời Phật á,
họ nhất nhất vào cái giới điều của họ. Mà phải như vậy mới được, còn không được là họ làm khác ly là không được. Thì cái này gọi là giới cấm thủ. Giới cấm thủ tức là mình attach vào những cái giới đó và mình bất di bất dịch. Và cái đó nó cũng không phải là tinh thần giữ giới của Đạo Phật. Cái tinh thần giữ giới của Đạo Phật á, là chúng ta phải có ý thức về cái giới gì, lý do gì mình giữ cái giới đó. Chứ không phải, Pháp Hòa ví dụ nè, Đức Phật nói á, khi mà mình nghiên cứu những cái điều mà Đức Phật phân tích mình thấy rất là hay. Thí dụ như bây giờ quý vị chưa đi chùa, chưa giữ giới gì hết, nhưng mà quý vị chưa hề giết trộm cắp, thì Đức nhìn thì cũng người đó đã giữ giới rồi, họ đâu có ăn cắp đâu. Nhưng mà trong cái tâm niệm mình chưa có khởi lên, vì tình thương, vì sự bình đẳng mà chúng ta đừng ăn cắp. Trong tâm chưa có khởi cái tâm niệm đó. Cho nên cái lễ thọ giới nó quan trọng đối với người cư sĩ là gì? Mình phải khởi tâm vì tình thương, vì sự công bằng trong xã hội, con nguyện không ăn cắp. Vì trong khi mình giữ cái giới là vì chúng ta có ý thức, có ý thức rằng tại sao chúng ta không làm điều đó. Và cái ý thức đó, đó được gọi là niệm lành. Cho nên là mỗi lần á, mà chúng ta thấy cái đồ của ai để mà vừa khởi cái tâm ý là muốn lấy, thì cái tâm ý thứ hai nó hiện lên lên đấy, không nên làm điều đó vì của người khác. Thì trong khi mình giữ giới và không giữ giới, cái tâm niệm nó đều khởi. Thì Đức Phật nói những cái người ngoại đạo ở bên Ấn Độ thì những người đó đó họ không có màng mấy cái chuyện đó. Nghĩa là họ vô rồi giáo chủ biểu là không được làm này, là họ y chang như vậy. Pháp Hòa ví dụ ha, nếu mà trong Phật Pháp mà có vị nào mà tu niệm Phật mà cầu vãng sanh Tây Phương á, mà quý vị nghĩ rằng á, tới giờ niệm Phật là cái mặt của mình phải xoay về hướng Tây, tại vì phía Tây là chỗ Phật Di Đà, phải xoay về hướng Tây chứ xoay về hướng Đông là không được. Xoay về hướng Đông là Phật Dược Sư, Phật Di Đà cũng giận. Tại vì niệm Phật Di Đà là Phật Di Đà ở hướng Tây, mà tại sao không xoay hướng Tây mà xoay hướng Đông? Hoặc là bây giờ mình ở một cái phòng nào đó, rồi mình cũng phải đi kiếm cái góc nào đúng cái hướng Tây, rồi mình ngồi mình xoay vô mình niệm. Niệm như vậy thì đợi để được gọi là đúng cái phương pháp tịnh độ. Cái đó đó, một hình thức giới cấm thủ đó. Đâu có ai nói vậy bao giờ. Cái quan trọng là niệm Phật là để tỉnh cái tâm, chứ đâu phải cái hướng. Bây giờ nếu mà anh xoay đúng hướng Tây đi, mà cái tâm anh nó cũng loạn xạ, thì hướng Tây cũng chẳng giúp gì được. Cho nên á, mình giữ giới á, cũng giống như có những vị, thí dụ như bây giờ mình bữa đó mình ăn chay, mình ăn chay là mình phải giữ, phải không? Nhưng mà mình đừng có hình thức quá, mình đừng có cứng ngắc quá. Đi vô trong một cái chỗ làm, ngày nào cũng ngồi ăn cơm với những người bạn, tự nhiên bữa đó tới giờ ăn chay, mấy chị để cái thức ăn mặn của mấy chị coi chừng gấp văng qua đây nè. Trời ơi, bình thường uống cả chén nước mắm vậy, bữa nay ăn sợ văng giọt nước mắm. Thì mình giữ giới kiểu vậy đó, thì người ta sẽ nhìn mình, ta nói tu hình thức quá. Đó là giới cấm thủ. Hay là bình thường mình đi sắm một cái bộ nồi để dành nấu chay, cái chén để dành ăn chay, đôi đũa để dành ăn chay, cái thớt để dành ăn chay. Ăn xong rồi cái là rửa lau bỏ một thùng cất hết, cái 14 rằm cái đem ra nấu, rồi qua 16 cái đem cất. Vậy mà không có hai bộ răng. Nếu mà chén dĩa khác thì phải có răng khác chứ, tại vì có bữa răng đó nhai thịt, có bữa nào răng nhai rau. Nếu mình sắm đủ chén dĩa hết thì răng cũng phải sắm hai bộ. Thì giữ giới như vậy, Phật gọi là giữ giới như hình thức của ngoại đạo. Không có, thưa đại chúng, tinh thần giữ giới của Đạo Phật phải qua bốn chuyện: một, khai; hai là giá; ba là trì; bốn là phạm. Khai, giá, trì, phạm. Ví dụ gần đây á, nhiều người nhức mỏi, mình có được cái to thuốc, rượu,
mua rượu về ngâm rồi mọi người lấy cái đó so bóp, hay là uống một muỗng canh muỗng cà phê trước khi đi ngủ để cho nó ấm và nó dẫn, nó làm cho mình ấm xương và bớt đau nhức. Như vậy thì đúng ra là mình không uống rượu, nhưng bây giờ mình có bệnh trong người, mình đâu phải uống để say đâu, là một. Cái thứ hai, mình đâu phải uống để chơi, uống để trị bệnh mà, có muỗng thuốc. Thì cái đó là khai, nghĩa là mở. Khai nghĩa là mở, mở ra. Bình thường không có uống, nhưng bữa nay bệnh cho uống muỗng cà phê, uống đến khi nào hết bệnh thôi, gọi là khai, phải không? Khi hết bệnh rồi á là phải ngưng lại, đừng uống nữa, gọi là giá. Giá là dừng lại, ngăn chặn lại. Rồi bắt đầu đi tới thứ ba là trì. Trì là gì? Là giữ, không uống. Ai có mời ấy, bữa hôm tôi thấy uống chi có một muỗng cà phê nè, bữa nay tôi mang nguyên chai qua nè, uống cho nó thoải mái, và không, tôi uống. Trì. Nhưng mà nếu như mình lợi dụng gọi là phạm, hay là mình cố tình gọi là phạm. Cho nên giới là như vậy. Nhưng mà nó có cái trường hợp là khai, giá, trì, phạm. Cũng giống như Pháp Hòa hay kể, ông thầy đó, ông giữ giới là không đụng vô người nữ. Cái bữa nọ đi ngang cái dòng suối đó, cái cô đó cổ trợt chân cổ té, rồi nước nó cuốn. Ông thầy ông nhảy xuống, ông chụp cái cô đó, ông vớt lên. Ông cứu cô đó xong, để xuống, rồi ông đi. Thì cái người sư em của ông là sư đệ, nó không có nhảy xuống nó chụp. Nhưng mà nó thấy sư huynh mình đó, bữa nay là phạm giới rồi, đụng vô cái cô gái đó rồi. Đi xuống từ ở Calgary về tới Edmonton, tới Red Deer rồi. Nó chịu hết nổi nên mới nói sư huynh, bữa nay sao sư huynh phạm giới vậy? Tại sao bữa nay sư huynh lại đụng vô người nữ? Hồi nãy sư huynh ẵm cái cô đó. Kêu sư huynh ông mới nói, ủa sư đệ, tôi đã để cổ xuống ở dòng sông đó rồi mà tại sao sư đệ còn giác cổ tới đây? Nghĩa là sư đệ không phải là người ẵm cái cô gái đó, nhưng mà sư đệ đã để cái chuyện đó trong đầu. Rồi thì cái cô gái đó đi theo sư đệ tới đây. Ông thầy kia, ông giữ giới đó. Nhưng mà bây giờ cái tình huống là người ta té, người ta bị nước trôi chết đây nè. Cái quan trọng là mình cứu người, chứ ở giờ phút đó mà nghĩ tới cái gì nữa, mà gọi là gì, nghĩ tới cái chuyện nam nữ. Cho dù ông thầy đó ông đụng chạm vào thân thể cô đó, xin lỗi, giờ phút đó cổ không có tác ý gì nổi nữa hết á. Cổ chỉ, nghĩa là cổ chỉ thấy cái chết trước mắt cổ thôi. Cho nên lỡ và ổng có đụng vào trong người cổ, cô đó cũng không có khởi niệm thích thú hay là cái gì trong cái giây phút đụng chạm đó, là vì cổ thấy cái chết trước mắt. Và ông thầy chỉ mục đích làm sao cứu cô đó, chứ ổng làm gì mà cái chuyện mà lợi dụng cái chuyện đó hay là tác ý cái giờ phút đó. Trường hợp đó đó là người biết giữ giới. Tức là mình bình thường không có chuyện gì hết thì mình giữ, nhưng có những cái chuyện mà trước mắt mình phải làm. Cái đó gọi là khai, giá, trì, phạm. Thì Đức Phật gọi giữ giới đó là, có nhiều người ta giữ giới như ngoại đạo. Còn giữ giới như bậc thánh là giữ giới làm sao? Là các vị biết, thứ nhất là ý thức tại sao mình làm việc này. Thứ hai là từ cái này người ta phát triển nó để cho những cái giới khác nó được có mặt. Pháp Hòa ví dụ, mình giữ giới không uống rượu. Thí dụ vậy đi. Giờ vì chúng ta giữ giới không uống rượu, cho nên chúng ta phát triển được cái trí của mình. Người uống rượu thì thường lâu ngày trí quá nó mê mờ. Tại vì trước mắt là uống là say, mà say là đâu có tỉnh. Thì lâu ngày nó thành ra một cái tập quá, một cái tập khí. Thứ hai, mình uống như vậy á là không có chánh niệm tiêu thụ, nó sẽ làm cho gan, làm cho cơ thể mình bị bệnh tật. Rồi khi đó là chưa nói khi chúng ta lên cơn nghiện, không có tiền thì chúng ta còn phải đi làm những cái việc sai lầm để mà kiếm tiền uống rượu. Bậc thánh là người ta biết quán chiếu. Tại sao chúng ta làm điều này?
Cho nên Đức Phật đặt cái nền tảng đó, thứ nhất là phải an trú ở trong tâm từ bi. Vì tình thương cho nên cái lúc mà quý vị thọ giới nói rất là rõ nha. Ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra, con nguyện nuôi dưỡng tình thương, không có giết người hại vật. Tự mình không làm rồi phải không? Thì kế đến là gì? Không tán thành khuyến khích, tức là không có tán thán cái chuyện đó, không có xúi biểu chuyện đó, và không có vui mừng theo khi thấy ai làm những điều đó, gọi là không có tùy hỷ, không có vui theo. Cho nên đó, giữ giới có ba bậc Đức Phật dạy trong kinh, có ba dạng người giữ giới. Có nhiều khi mình giữ mà không biết tại sao phải giữ, thì cũng giống như là người chăn bò vậy, mỗi ngày cứ chăn kẻ đếm vô đếm ra mà không ý thức, không biết. Cũng giống như Pháp Hòa nói, ví dụ ngay cả cái nghi lễ mà quý vị làm vậy đó, mình là người Á Đông cho nên mình có cái lễ uống trà, cho nên cúng thì hay làm nước trà cúng, nhưng mà nó đâu có phải là một cái điều bất di bất dịch. Thí dụ mình tới cái chỗ đó không có trà thì cúng nước lọc được không? Được. Tại vì mình là người Á Đông, mình uống trà thì mình cúng trà. Mình người Á Đông mình ăn đũa cho nên mình cúng đôi đũa. Chứ ví dụ bây giờ mình là người Ấn Độ thì đũa đâu cúng. Cho nên cái chuyện cúng đó là mình ăn gì cúng nấy. Cái văn hóa của mình như thế nào mình để như vậy. Cái văn hóa của mình là cái gì nó cũng phải ngay ngắn, cho nên bình hương là để ngay giữa. Nhưng mà quý vị đi qua Ấn Độ, đi qua Tích Lan, đi qua Campuchia thì quý vị sẽ không thấy cái trường hợp đó. Mà bình hương, cấm hương, cấm hương á, người ta có thể để một bên cạnh tượng Phật chứ không nhất thiết phải để ngay giữa. Người ta miễn sao là người ta có một chút gì xong cái hương thơm là người ta cúng dường. Rồi cái văn hóa của mình là mua hoa để vô bình, hay là mình cấm những bình hoa. Nhưng mà ở bên đó có những cái văn hóa người ta là cúng Phật bằng những cái vòng. Người ta đến người ta để trên chân tượng Phật, người ta đeo vô tượng Phật. Rồi và thậm chí người ta mua mấy cái hoa này người ta để nằm ở trên cái tượng thôi, chứ người ta không cấm vô nước giống như kiểu của mình. Cho nên mình hiểu được cái tinh thần đó thì giữ giới mà không hoàn toàn khổ đau gì hết. Có những người giữ giới mà khổ lắm. Đó là lý do tại sao họ sợ thọ giới là vậy. Họ sợ quy y lắm, sợ giữ giới lắm. Tại vì họ nghĩ rằng á, thà là đừng giữ, đừng thọ, thọ xong rồi phạm cái tội. Cho nên á, họ mỗi họ thọ năm giới mà giống như đeo năm cái gồng, cái còng trong người vậy đó. Thưa đại chúng, bây giờ Pháp Hòa ví dụ như một đợt, bây giờ quý vị cứ tưởng tượng đi, cái xã hội này mà nếu không ai giữ luật lệ gì hết thì còn gì nữa. Đi đường phải giữ luật đi đường chứ. Chỗ nào cho xe đạp đi, chỗ nào mình được quẹo, chỗ nào mình được đi tới chứ. Rồi đi tới cái chỗ nào mà trường học là phải chạy bao nhiêu chứ. Thì đó là luật lệ của chính phủ đó, mình phải làm theo. Thì đạo pháp cũng thế, tâm thức con người cũng vậy. Nó phải có cái gì để nó điều chỉnh để con người chứ. Chứ nếu mà chúng ta sống mà từ ở ngoài đời cho đến trong đạo không có một cái luật lệ gì hết thì còn gì nữa. Cho nên mình đi vào một công ty làm việc cũng phải có nội quy của cái công ty đó. Cho nên ngoài giới luật ra đó, chùa còn có một cái bản nội quy riêng cho cái ngôi chùa đó. Để làm chi? Hầu thúc liễm tất cả mọi người, để họ có một cái đời sống thẳng lối. Cho nên có một vị người ta, Đức Phật cũng có dạy, họ muốn biết cái người đó làm sao, cái cơ bản nhất cứ nhìn vô cái giường ngủ của họ biết. Sáng ngủ dậy có xếp mền không? Có làm cái giường cho nó ngăn nắp lên không? Hay là họ nghĩ sao? Trời ơi, xếp làm chi, rồi lát cũng lên nằm ngủ nữa, tối cũng ngủ nữa, xếp chi. Cho nên suốt năm suốt tháng cái giường họ không bao giờ có cái sự ngăn nắp, tại vì họ cứ nghĩ tối xài nữa. Như đó thôi là mình hiểu tâm tư mình, cái người đó thường suy nghĩ gì. Cho nên á, ba cái câu này, xin lỗi, bốn câu phải không Đức Phật dạy, thì nó không ngoài cái chuyện gọi là
một người có tu, có đạo đức do giữ giới. Mà từ cái sự giữ giới nó sanh cái định. Định là gì? Là sự định tĩnh. Rồi từ cái từ định tĩnh nó phát sanh trí tuệ. Cái người mà hốt hoảng, sợ hãi, trí tuệ không có. Tại sao? Vì không có đủ tư duy, không có đủ tầm nhìn, không có đủ thấy xa. Cho nên á, thiền định á, rất là quan trọng. Mỗi ngày phải tập. Đức Phật dạy có ba cái điều mà có thể tập. Một là bố thí nè, hai là giữ giới nè, ba là thiền định. Hôm qua hay nhắc mấy thầy á, lỡ bữa nào đi học, học bài nhiều quá không có giờ lên tụng kinh, thì tối á, tìm giờ lên ngồi thiền 20 phút cũng được, nửa tiếng cũng được. Thỉnh thoảng Pháp Hòa lên chánh điện thấy thầy Huệ Tạng, lúc này thầy học dữ lắm, tối thầy kiếm góc thầy ngồi. Mà những lúc như vậy trong vòng, trong lòng Pháp Hòa vui lắm. Tại vì Pháp Hòa biết rằng á, khi mình học, mặc dù mình chú tâm vào cái chuyện học, nhưng mà khi dù mình chú tâm, nhưng mà trong sự chú tâm nó vẫn có sự phân tâm. Chỉ có khi nào cái giờ giấc chúng ta định tĩnh, thiền quán, nó làm cho cả thân tâm mình tĩnh lặng. Nó làm khi mà tâm tâm tĩnh lặng thì trong người mình nó có một cái sự khinh an lạ lắm. Khi tâm mình tĩnh á, là cái thân mình nó nhẹ nhàng, thân thể mình nó nhẹ nhàng, và cái tâm của mình nó sáng. Từ đó mình xác định một điều: có định là có tuệ. Có định là có tuệ. Bây giờ Pháp Hòa đưa một ví dụ như mình không có phạm pháp, không có làm gì hết. Ai có tới nói gì mình không hốt hoảng. Lỡ mình đang làm gì sai, coi trời ơi, ai đứng sau mình kêu tên mình cái, mặc dù họ không thấy cái gì nhưng mình run cầm cập, xanh mặt hết. Tại vì lúc đó mình đang làm một cái điều gì đó hồi hộp, sợ lắm. Còn mình không có làm gì sai, bất bình thường, rất bình thường. Cho nên bốn cái câu này cũng không có cái ý gì khác là tất cả các hư hương thơm, không hương thơm nào bay được ngược gió, chỉ có hương của người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Thôi thì có nhiều người sẽ đặt một câu hỏi: tại sao tôi phải có đạo? Vì vậy cho nên họ nói tôi không có đạo gì hết á. Có nhiều vị nói tôi vô đạo. Thưa đại chúng, mình không nên nói cái đó. Tại vì người vô đạo là không có đức. Đạo mới có đức, cho nên kêu đạo đức. Người mà không có đạo, Pháp Hòa không nói đạo Phật nha, chữ đạo này là con đường, là chân lý, là lý, là lẽ sống. Người có đạo nghĩa là người ta đang đi trên con đường của đạo lý để sống. Người sống có đạo lý không có ngang ngạnh, đi với họ đỡ khổ. Người nói chuyện không có đạo lý, nói ngang ba làng cả không lại. Cho nên ở đây chúng ta không nói đến đạo Phật. Mặc dù hôm nay chúng ta sẽ nói một việc ba công dụng của đạo, nhưng ở đây thường thường chúng ta điền vào một cái giấy no religion. Tại vì chúng ta nghĩ đạo là gì? Đạo là một cái đấng thần quyền nào đó, mình gửi mình vào đó để người đó phù hộ cho mình, để người đó chở che cho mình. Nhưng xin thưa với đạo Phật, chữ đạo đó không đúng nghĩa. Đối với đạo Phật, đạo là chân lý để sống. Mà chân lý để sống thì là nghĩa là gì? Là người đó phải có nhân cách. Có thể một người sống trên đời này, một Phật tử không biết về đạo lý, không biết giáo lý nhà Phật. Hỏi Phật là gì không biết, hỏi pháp là chi không biết, hỏi tại sao cuốc ba lại không biết. Tôi thấy ai cuốc tôi cuốc theo. Có thể người đó không biết gì về giáo lý hết, nhưng nếu người đó có nhân cách, đi tới đâu cũng không bị mai một. Có phải không? Có nhiều khi mình biết thật nhiều giáo lý mà mình không biết lúc nào thi thố giáo lý, mà lúc nào nên im lặng, thì người ta cũng cười thôi. Mà thậm chí ta cười hơn nữa. Tôi thấy chị đó, anh đó biết nhiều quá mà sống không đẹp. Cho nên rốt cuộc rồi cái gì cũng biết,
và không biết điều. Nguy hiểm. Có nhiều người người ta nghèo nhưng mà nhân cách người ta có. Có nhiều người người ta không có học nhưng nhân cách có. Mà có nhân cách, nơi người đó đã có đạo rồi đó. Cái đạo này không phải đạo Phật, đạo Chúa, đạo Hòa Hảo, Tinh Lành gì cả, mà đạo này là đạo lý để sống. Và đối với đạo Phật, Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta ứng dụng năm giới. Một người sống không lấy cái sinh mạng của người khác làm vui. Có một câu hỏi là, thí dụ như bây giờ mình lỡ phải đi bán cái nghề câu cá hay là làm trong nhà hàng, ít nhiều cũng là sát sanh. Nhưng vì cuộc sống, chúng ta không giết người bừa bãi, không giết những con thú để lấy vui, mà vì cuộc sống chúng ta đành cam cái lỗi đó. Nhưng bù lại, chúng ta tròn nhân cách ở phần khác là không gian tham trộm cắp, không sống quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải chồng vợ của mình, không nói những lời đâm thọc, chia rẽ, mất đoàn kết, không dựng chuyện, không biêu xấu, không nói những gì mình không thấy biết rõ ràng, không lên án phê bình những gì mình không thấy biết rõ ràng. Một người vậy đi tới đâu nói ra điều gì người ta cũng nói ờ. Chứ nếu mình nói riết, người ta nói ai nói, cái chị trời ơi hơi đâu chị nghe nhỏ đó, là mình biết là mình sao rồi đó. Thật ra một người mà sống mà lời nói của mình có chân chánh, rồi một chúng ta không rượu chè cờ bạc xì ke ma túy vân vân, thì một người mà sống mà như vậy đó, đối với Nho giáo thì là gì? Nhân nghĩa lễ trí tín. Đối với Phật giáo thì chúng ta giữ năm giới. Nhưng mà xin thưa, năm giới này có phải để dành riêng cho người Phật tử không? Không. Bất cứ ai trên đời này, anh già, anh trẻ, anh xấu, anh đẹp, anh giàu, anh nghèo, bất cứ ai muốn hạnh phúc thì đây là nguyên tắc căn bản xây dựng hạnh phúc. Không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không dối trá lường gạt, không rượu chè cờ bạc bê tha. Nhân cách có. Mình sống sao mà đi tới nhà người ta chơi đứng dậy mất đồ, thì mai mốt người ta mới đầu người ta chưa biết, lần thứ hai tới mất tiếp, lần thứ ba mất tiếp thì ta nghi. Và thậm chí bây giờ mình tới nhà chơi, người ta dòm ngó mình. Thật sự cái nhân cách rất là quan trọng. Hồi nhỏ mình cũng được ông bà cha mẹ dạy ăn coi nồi ngồi coi hướng. Và thậm chí các cụ còn dặn kỹ hơn, ý tứ. Chữ tứ là cũng một hình thức tư duy đó. Mình phải để ý, không? Ăn mình phải để ý, ngồi phải để ý, huống chi một người xuất gia. Một người xuất gia mà đi vào mà làm một vị sa di, một chú tiểu học kỹ lắm. Mà nếu vị đó chịu học à, vị đó phải chịu học, vị đó chỉ phải chịu hành, vị đó phải chịu ứng dụng, thì mỗi ngày mỗi đẹp. Xin thưa đại chúng là muốn có cái đó phải học thôi à. Hồi nhỏ mình lớn lên đâu có ai xúi biểu gì mình tự nhiên biết học làm đẹp. Phải có cái kiến để mình vẽ không cho nó ngay, phải có cái kiến để mình chải tóc cho nó đàng hoàng. Trước khi mình ra đường, mình đứng trước cái kiến mình chỉnh chu lại. Thế thì mình muốn chỉnh chu con người để chi? Để ra đường người ta nhìn mình coi nó đặng. Thì tâm thức của chúng ta phải sống như thế nào để người ta nhìn coi nó được. Có nhiều người ta nói, mình làm riết người ta nói, sống sao đó là sống, làm sao đó coi được là làm. Có nhiều khi ta nói lẫy vậy đó,
là tại vì mình quá đáng. Thì người ta phải nói câu đó, sống sao coi cho được. Có nhiều người còn dạy con, con sống sao mà ra đường, ta đừng có về ta chửi cha chửi mẹ mình. Thì có nhiều khi hồi nhỏ mà được nhắc nhở mấy cái chuyện đó, tại vì nếu mình không khéo thì ra ngoài người ta đâu có cho chửi mình đâu. Ta chửi cha chửi mẹ là ý nói là cha mẹ không có dạy dỗ con cái. Trong chùa cũng vậy, một người mà làm sai thì cả đoàn ảnh hưởng. Cho nên mình mới có chữ tăng. Tăng là gì? Nói cho đủ là tăng già. Tăng già là một đoàn thể của những người sống hòa hợp thanh tịnh. Cái chữ tăng già là phiên âm từ tiếng Phạn là sangha. Tàu người mình âm lại là tăng già, chứ nguyên thủy chữ là sangha. Có một vị đó mới nói dịch nghĩa đó mà, nói Phật là gì? Phật, Phật nói cho đủ là Phật Đà, nghĩa là giác giả. Tăng nói cho đủ là tăng già, tàu dịch là hết ga. Bị già rồi còn ga nữa đâu. Thưa đại chúng, là lâu lâu các thầy hay biến chế, biến chị không cho nó vui mà học. Hồi nhỏ vô chùa tu không có game chơi, không có tivi coi, thành thử xúm lại chơi là giỡn, là chỉ những cái trò chơi, những câu nói để làm sao nuôi dưỡng mình. Nhiều khi buồn đâu có chuyện gì làm đâu, ngoài giờ học bắt đầu ngồi đó, gọi là tệ giác nó sanh. Thay vì ta kêu là tuệ giác là tệ giác. Mỗi lần lên thỉnh đại hồng chung cũng có cái bài kệ. Cái bài kệ thỉnh đại hồng chung là hồng chung sơ khấu, bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. Nghĩa là tiếng chuông ngân lần thứ nhất gọi là hồng chung sơ khấu. Bảo kệ cao âm là con ngân nga cái lời kệ này. Thượng thông thiên đường, trên thấu tới trời, dưới thông địa ngục. Buồn quá không có chuyện gì làm, bắt đầu súng lại chế. Hồng chung dưa hấu, bảo kệ dưa leo, thượng thông thèo lèo, hạ triệt đu đủ, nam mô vừa ru vừa ngủ. Hồi nhỏ giỡn vậy thôi nha, lớn lên giỡn kiểu đó là quỳ nhang. Gần đây cái chuyện corona nó tái phát, nó phát sinh. Rồi có nhiều vị mới đùa chế một câu chú: án corona corona satara satara satik satabaha. Nghe vui vậy không? Không được đọc, không nên, không có được make fun những câu kinh. Cho nên mấy vị chế câu đó rồi gửi qua cho quý thầy, quý thầy nói quỳ nhang nghe con. Gỡ xuống hết. Mình hồi nhỏ mình không biết, và cái ý tốt của mình là mình cái ý mà gọi là không tội lỗi là gì? Chế để rồi huynh đệ với nhau vui, rồi để nuôi dưỡng cái người tu lúc tuổi trẻ, vì không có cái gì để chơi, không được ra ngoài chơi, không có những trò chơi, không được đi coi tivi, không được đi coi hát, không có gì hết. Thì lúc buồn thì ngồi lại giỡn chơi vậy thôi. Quý vị biết là mấy chú tiểu mà cầm cái chén cúng súp xanh mỗi buổi trưa vậy đó. Cái bài là đại bàng kim xí điểu, khoáng giả quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mãn. Thì ngồi giỡn lại với nhau, đại bàng chim xe xẻ, cho ăn no rồi đẻ. Ăn rồi nghỉ cho khỏe, bay không cần sợ té. Câu chú là án cục tác tó ha. Nhưng mà tại sao hồi xưa các ngài cho, các ngài nghe nhưng mà các ngài kiểu như là sao? Phớt tỉnh ăn lê. Là vì hiểu tuổi trẻ nó cần có cái niềm vui, du di cho nó. Hồi nhỏ Pháp Hòa ở chùa á, đi xuất gia 15 tuổi ở bên Canada. Ở trong chùa đâu có ai chơi với mình đâu. Đi học về là lủi thủi một mình, là phải nấu cơm, rồi phải cúng, phải tụng, không có ai giỡn với mình. Trời, tối nào mà có mấy Phật tử về tụng kinh là mình vui lắm.
mình không muốn cho ai về hết. Cho nên rồi bắt đầu đi lấy bóp, lấy vỏ của mấy bà giấu. Để làm chi? Để mấy bác ở lại lâu hơn. Rồi tối mà mấy bác ngồi thiền á, là Pháp Hòa ngồi ở đằng sau á, Pháp Hòa lấy cái vạt áo của người này cột với vạt áo người kia. Còn nếu mà cột không được là cột vô mấy cái gối ngồi thiền á, cái đứng dậy cái toàn ten vậy đó. Có một bác tội lắm. Bác nói: kệ chú, cho ổng giỡn chút đi, cho ổng vui ổng tu. Đó là cái người mà người ta hiểu được mình. Cho nên nhiều khi mình giỡn cũng vậy. Nếu mà mình, cái giỡn của mình nó thanh tao, hay lời nói của mình nó không có quá đáng, dù mình không có biết nhiều về Phật Pháp, có những người không biết niệm Phật, nhưng mà cái nhân cách sống, cái đạo lý họ sống có. Thế thì xin thưa với đại chúng là chúng ta đến với đạo Phật nói riêng, đến với tất cả đạo giáo nói chung, nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta đến với một đấng thần linh để ban phước giáng họa, thì chúng ta chưa trọn được cái ý của cái sự tu đạo. Mà chúng ta đến với đạo để chúng ta học làm sao để chúng ta có được một nhân cách tốt. Mà khi chúng ta có nhân cách tốt thì chúng ta sống tốt. Mà nếu chúng ta sống tốt thì nghĩa là chúng ta đã đi đúng đường, và niềm vui càng tăng trưởng. Ví dụ vợ chồng sống với nhau, dù có thân đã là vợ chồng, nghĩa là không còn gì để giấu, thì có giận nhau cỡ nào cũng không có lời thô. Thí dụ như mày tao hay là hâm đánh, thì làm cho cái người vợ đó sống trong hoảng hốt, sống trong sợ hãi, sống trong lo lắng, vân vân, hay thậm chí con cái của mình. Cho nên mình đến với đạo làm sao mà mỗi ngày mình càng vui, thì biết rằng được con đường tu đạo mình đã đúng. Pháp Hòa ví dụ nè, quý vị phát tâm ăn chay trường, nhưng người nhà của mình có nhiều người chưa sẵn lòng với cái việc đó của mình, quý vị không nhất thiết ăn chay trường. Quý vị ăn như thế nào để con cái mình vui vẻ với mình? Ví dụ như nếu con cái thông cảm, con mời mẹ đi ăn, mẹ đi ăn với con, mẹ vô mẹ ăn cái gì mẹ thích. Có nhiều khi mẹ không thích ăn thịt, mẹ kêu một dĩa xà lách, một dĩa mì mang, miễn là mẹ có đi với con. Cái quan trọng là đi với con. Thôi mẹ tu rồi con ơi, hết ham rồi. Quý vị biết, nó mời một lần, hai lần, ba lần, riết nó không mời, cái bắt đầu mình sanh mình buồn. Lúc nãy đi đâu thèo kêu tôi nữa. Thôi dạ rồi. Tức là mình cũng tự, mình cũng có một phần trong đó. Cho nên á, mình sống ở một cái thời đại, nếu lúc nào con cái mình vẫn còn cần tới mình và mời mọc mình, là mình biết rằng trong sổ mình, trong sổ của nó có tên mình. Còn nếu lúc nào mới đi đâu mà nó không có ngó ngàng gì tới mình hết trơn là mình mất sổ rồi đó, mất tên. Bên Thiên Chúa giáo người ta cũng có 10 điều răn. Phật giáo cũng có 5 điều giới, rồi 10 điều, rồi Bồ Tát giới, vân vân. Vậy thì tất cả những cái giới, những cái này cái kia để làm gì? Nhằm một mục đích, để nhân cách hóa người đó, để làm cho người đó đẹp hơn, dễ thương hơn. Pháp Hòa ví dụ, Phật tử mặc áo tràng, khi cần vào toilet nên ra áo, không nên mặc áo tràng đi vào nhà cầu, nhà vệ sinh. Tụng kinh xong, đứng nép qua bên, xếp áo tràng đàng hoàng, không có vừa đi vừa cởi áo. Có nhiều khi cái từ mình dùng vậy đó: ê đợi chút tôi cởi áo rồi. Để đợi chút tôi lột áo. Tu mà đến bị lột áo là dữ lắm. Thành thử ra cái từ mình dùng nó cũng khác. Ví dụ mình mời ăn cơm trong chùa đấy, mời thọ trai, hay là mời đi dùng cơm. Ăn cơm chiều là kêu dược thực, ăn sáng là tảo thực, tảo là sớm. Và hàng ngày mình gặp quý thầy, dạ bạch thầy, thỉnh thầy,
Thật ra quý vị nói tiếng Việt cũng được nữa, mời thầy. Có một cái cô Phật tử, cô viết cho Hòa cái thơ. Viết xong cái cô nói: cuối thư con kính chúc thầy Pháp Hòa vô minh muôn năm. Ý cổ muốn chúc mình là sáng suốt đúng không? Mà lúc đó nó quên. Có một lần khác, một đạo hữu mời Pháp Hòa lên giảng. Xin đại chúng đồng đứng lên chắp tay mời thầy lên pháp trường. Làm như bị xử bao công vậy. Có một ni sư, có lần ni sư đứng lên giới thiệu Pháp Hòa mà rung quá phải không? A Di Đà Phật, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh mời đại đức Thích giảng sư. Tất cả là rất vui. Và thưa đại chúng, là nếu mình biết được thì mình dùng. Ví dụ như nãy quý vị nói vậy, không biết chữ hảo tướng, nó thầy đẹp trai quá. Ai biết tiếng Hán thì xài tiếng Hán hảo tướng, còn biết tiếng Tiều kêu hưởng táo. Mỗi người chúng ta từ nhỏ tới lớn là được học. Học làm sao để mình hoàn thiện cái nhân cách của mình. Khổng Tử dạy á, nghèo mà không hèn. Nghĩa là mình nghèo mình có thể mặc áo rách, nhưng không có để nó rách tả tơi. Người ta thấy tivi hồi nhỏ Việt Nam, ê mày mặc quần áo nhiều tivi quá mày. Ê, nhà tao giàu mày ơi. Lấy mấy cái lỗ mà nó rách á, rồi xong rồi lấy vải mà vá lên á, thì kêu là tivi. Ai nghèo mà biết cái vụ đó? Ai cũng nghèo không biết. Còn người nào mà sáng nào cũng ăn khoai kêu khoái ăn sang. Khoái ăn sang là sáng ăn khoai, nghe thấy cũng giàu nữa. Vậy thì thưa đại chúng, cái công năng thứ nhất chúng ta đến với đạo là tròn vẹn nhân cách. Thí dụ như Đức Phật hướng dẫn các thầy tỳ kheo khi đi không có được đánh tay. Đánh tay đằng xa vậy nè, trừ khi nào tập thể dục. Nhưng mà nếu một người tu mà đi bài hái vậy, người ta kêu trời ơi tướng đi đẹp quá, đi bài hái. Ăn cơm ngồi mâm này rồi không có được sang mâm khác, cái đó kêu là ngồi lê đôi mắt, không được. Khi cầm cái tâm xỉa răng lên thì phải đọc cái bài kệ xỉa răng. Lấy thức ăn ra khỏi răng, cũng như mình lấy những cái khó khăn độc tố ra khỏi lòng. Một chút nó dính vô răng khó chịu, thì tưởng tượng một chút não phiền nó ở trong tâm còn khó chịu cỡ nào. Cho nên xỉa răng là xỉa tâm, quét nhà là quét tâm, rửa chén là rửa tâm. Vì mình thấy mình có pháp tu, cho nên tất cả mọi việc mình làm đều ứng dụng pháp tu, cho nên làm mà không mệt. Cùng một công việc rửa chén quét nhà, nhưng người làm mà không có phương pháp, không có pháp môn thì làm thấy mệt lắm, tại vì mình làm cực khổ. Còn người tu làm là pháp tu. Ví dụ quét nhà là quét tâm, quét sạch mọi lỗi lầm. Rửa chén là rửa tâm, rửa sạch mọi lỗi lầm. Chén dơ rồi chén sạch, ta rửa bát ngàn năm. Ngày nào còn ăn vẫn phải sử dụng chén, mà có sử dụng là phải có dơ, dơ rồi thì phải rửa. Đó là chuyện bình thường. Đạo là ở đó, anh tìm chi cho nó mệt. Đạo là ở cái chỗ anh biết rửa chén. Còn nếu mà người không biết rửa, trời ơi trời, ăn có một chén mà rửa một xinh, thì người ta cũng sẽ rửa chén, nhưng mà rửa trong cái nặng nề. Còn mình biết rửa chén, rửa không có khó khăn. Rửa chén là rửa tâm, rửa sạch mọi lỗi lầm.
chén dơ rồi chén sạch, ta rửa bát ngàn năm. Đó là kệ rửa chén. Mình vẫn coi tivi, nhưng không vì buồn chán mà coi. Có nhiều người nói trời chán quá mở coi có gì không. Không cần phải chán mới coi. Đây, coi tivi theo Phật giáo nè. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm. Chọn thế giới an lành sẽ cho tươi vui cuộc sống. Tại sao chán mà coi tivi? Tâm mình là một máy truyền hình. Nếu tâm biết chọn chỗ vui thì cảnh nào cũng vui. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm. Vậy sao mình không lựa đài nào hay ho mình coi? Chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Như vậy người ta buồn người ta mới nghe nhạc, người ta buồn người ta coi tivi. Một người Phật tử coi tivi là pháp tu. Chọn những đài nào, những chương trình nào có học hỏi, có sự tiến hóa, chúng ta học, chúng ta coi. Coi mà để học chứ không phải coi để giải cái buồn chán. Đọc kinh là để minh Phật chi lý, chứ không thể nói rằng buồn quá đi đọc kinh. Đọc cái đó cũng buồn, mà đọc hồi buồn ngủ. Rồi thí dụ như đừng đợi tới bệnh mới tụng kinh cầu an. Mình phải tụng cho thường xuyên để lời kinh nó thấm vào tâm mình. Phòng bệnh hơn trị bệnh. Đợi tới bệnh mới cầu, tụng đâu có nổi mà hết. Cho nên mỗi ngày mình tập tụng kinh. Tập cho tâm, tập tụng để làm gì? Để lời kinh thấm trong tâm mình. Rồi khi cái khổ nào nó đến á, mình biết. Mình biết rõ. Thân này có già, có bệnh. Cho nên khi bệnh nhẹ nhàng chấp nhận, không có rên rỉ, không than van. Buồn cũng nghe nhạc, thì lúc bình thường cũng nghe thì nó thoải mái. Nghe kinh cũng vậy, đọc kinh cũng vậy. Cho nên hàng ngày nó, người tu vẫn làm tất cả những công việc của người, một người ngoài đời. Nhưng mà cái thái độ tiếp nhận công việc nó khác. Thái độ tiếp nhận công việc là thái độ tiếp nhận bằng niềm vui. Pháp Hòa ví dụ chiều nay đại chúng đến đây ngồi, đâu có ai ép gì mình. Mình đi bằng tất cả sự muốn, cho nên ngồi vui. Thật ra cũng một chén cơm đó, nhưng người có thái độ ăn trong hạnh phúc ta ăn rất vui. Người ăn trong buồn phiền ăn không thoải mái. Cũng cùng ngồi chung một bàn, nhưng người đó ngồi rất thoải mái, còn mình ngồi tại có người kia mình khó chịu. Cho nên có nhiều vị mới hỏi các thầy, tại sao các thầy làm việc nhiều mà các thầy không có câu có bực bội như là những người ngoài đời? Vì Pháp Hòa mới nói cái đó là tùy theo cái thái độ tiếp nhận công việc. Thưa đại chúng, nhiều khi mình làm Phật sự với cái nghĩa là mình làm cho đại chúng, nhưng đâu có nghĩa là ai cũng bằng lòng với công việc của mình đâu. Có thể người nói thế này, người nói thế kia. Một đêm á, một ngày Pháp Hòa làm việc á, từ sáng tới chiều qua làm việc ít nhất 20 tiếng một ngày. Ít nhất là 20 giờ. Còn có bữa nào hơn nữa là 22 tiếng. Có những ban ngày Pháp Hòa biết bao nhiêu công việc bên ngoài, thì chỉ mong buổi tối mình có giờ mình vào phòng mình làm việc. Là giờ buổi tối là làm gì? Trả lời email hay là soạn bài giảng. Nhiều khi không có thời giờ. Một cái mail mà người ta gửi tới 95% là mail khổ, còn 5% còn lại là mail vui thôi. Ít lắm. Đa phần là khổ, mà nhiều khi còn phải thầy ơi cứu con gấp. Có nhiều vị vớt viết thơ mà trong cái subject ấy. Thầy ơi cứu con gấp, thầy phải đọc thơ này liền, thầy phải trả lời gấp. Mà mình nghe chữ gấp cái là mình phải mở coi liền. Nhưng mà rồi nếu muốn trả lời một cái mail đó 5-3 phút nói không hết. Bởi vì cái đau khổ nó tràn gian, thì mình phải trả lời đại hải.
Có nhiều cái câu hỏi là Pháp Hòa biết là nói không, viết không thể nào hết ý. Pháp Hòa phải email lại cô Quan Hỷ, chú Quan Hỷ gọi lại chùa. Pháp Hòa cần phải nói trên phone mới nói hết ý. Tại vì sao? Tại vì mình có tâm với Phật tử. Nhưng mà thưa đại chúng, có những lúc quý vị phải Quan Hỷ là quá nhiều Pháp Hòa trả lời không hết. Không phải là Pháp Hòa vô tâm, nhưng mà quá nhiều trả lời không có hết. Bây giờ mà gom lại mail cũ, mail mới là 19.700 cái. Làm sao qua nói hết được. Một ngày một đêm, chỉ một đêm mà trả lời 5-7 cái mail là thấy hết giờ. Mà mình cũng mệt mỏi rồi, một ngày làm việc bên ngoài. Rồi còn bao nhiêu thời giảng. Gần đây đi giảng nhiều, thầy lại ít giờ dạy cho mấy thầy, mấy cô, mấy chú trong chùa. Cho nên hồi xưa Pháp Hòa quy định ở chùa, chúng trong chùa học một tuần 3 ngày, 3, 5, 7. Bây giờ đi giảng riết không có thời gian. Cuối cùng Pháp Hòa nói ngày nào ở nhà ngày đó học. Ở nhà 2 ngày dạy 2 ngày, ở nhà 3 ngày dạy 3 ngày. Cho nên từ sáng tới tối Pháp Hòa không có chỗ trống. Chiều 5 giờ quý vị dùng cơm là gấp rút, 6 giờ là phải học. Học cho xong tới 7 giờ 15 là lên tụng kinh. Ở nhà là không bỏ thời kinh nào với chúng, trừ trường hợp bệnh hoạn hay có chuyện gì, chứ còn thời kinh tối không bỏ. Bận gì bận cũng tranh thủ, ráng tranh thủ ra một thời kinh với đại chúng. Tức là mình không thật sự mình mệt á, nhưng mà nếu người không có lòng và cái thái độ tiếp việc thì người đó sẽ rất dễ quậu quọ câu có. Cho nên chúng ta đến với đạo là để chúng ta học một cái nhân cách, chúng ta học một cách tiếp xúc với sự việc, để chúng ta hoan hỷ tiếp nhận. Và chúng ta suy nghĩ thế này: tại sao có những người không có việc gì để làm, còn mình có việc để làm là mình phải vui, để mình sống không lãng phí. Đức Phật dạy trong kinh đó, các thầy các cô thọ nhận của Phật tử, khi Phật tử cư sĩ tại gia có hữu sự, có năm việc người tu phải lo cho người ta: chăm sóc gia đình họ khi ốm đau, an ủi đó, chứ không phải tới làm gì. Phải thường xuyên hỏi thăm, nếu gia đình đó có khổ đau, người ta cần mình phải có mặt. Cuối cùng, nếu gia đình đó có người thân qua đời, tăng ni phải có bổn phận chăm sóc cho người gia đình Phật tử đó. Cho nên nếu mình là một người tăng ni, mình nhẫn lạnh lời Phật dạy, mà sự thật là như vậy. Đấy, hàng cư sĩ Phật tử tại gia, quý vị đã giao giúp đỡ cho chùa chiền, cho tăng ni quá nhiều trong một năm. Thì khi quý vị hữu sự, quý vị cứ đến quý thầy phải tìm cách sắp xếp để giúp đỡ cho mình. Cho nên chúng ta tương trợ lẫn nhau, thì trong cuộc sống của mình tương trợ như vậy có niềm vui. Cho mình sống như thế nào mà trong gia đình mình mỗi ngày có niềm vui, mình tu như thế nào mà trong gia đình mình mỗi ngày có niềm vui là mình biết mình tu đúng. Còn nếu mình tu mà riết con cái mình nó thôi má tôi tu, ba tôi tu, nhưng mà mình không có một cái connection, không có một cái sự liên đới với gia đình, thì đó không phải là cái cách của đạo Phật chỉ. Tại vì sao? Tại vì hạnh phúc gia đình nó mới nuôi dưỡng cái đường tu mình nó lâu dài. Như hạnh phúc của người tu với nhau chung một chùa phải có, thì người tu đó mới tu lâu dài được. Nếu một vị đó vào chùa tu mà thầy không ngó ngàng gì tới mình, huynh đệ hiềm khích lẫn nhau, người tu đó dễ bỏ cuộc lắm. Tại vì người ta bỏ một mái gia đình, người ta vào chùa người ta tu, người ta mong có được cái tình của huynh đệ. Cho nên nếu quý vị nào mà để ý những cái bài hát Pháp Hòa mạng phép sửa lời đó, tất cả tâm tư Pháp Hòa gửi trong những cái lời đó. Thí dụ cái bài hồi sáng mình hát: ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ, được thầy thương huynh đệ cùng tu, đời ôi quá an vui. Vui sống bên nhau dài lâu, hòa lời kinh tiếng hát, biết thương nhau, cảm thông nhau, đời chẳng còn khổ đau. Ở một bài khác, lấy một cái điệu lý của việc của dân ca Việt Nam: sáng nay lên chánh điện,
mong gặp tăng thân. Thấy tăng thân ngồi tĩnh tọa, dáng ngồi yên, dáng bình an, dáng sáng nay lên chánh điện, tâm đầy an vui. Thấy tăng thân ngồi tĩnh tọa, dáng thật vui. Ước mong cho tất cả sống an vui, đừng tranh cãi, ráng lo tu đừng tranh cãi, biết thương nhau, cảm thông nhau. Tất cả những cái bài nhạc nhỏ nhỏ Pháp Hòa cãi lời, mà tất cả những cái đó, cái tâm của mình, cái lòng của mình nó gửi trong những câu đó. Tại một người tu mà chúng ta không có hạnh phúc với nhau thì chúng ta tu không có nổi. Ở đây mình đi tu mình thiếu cái đó. Tại vì chùa ít người quá, ít những bạn tu. Nhưng mà nhờ tâm tu mình vững cho nên mình không có bị lung lay. Chứ thường người ta hay nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Mà nếu mình vô tu mà không có bạn bè tu chung dễ thối chí lắm. Tại vì mình không có ai cùng tu cùng học với mình. Cho nên huynh đệ Phật tử tại gia với nhau cũng vậy. Đi chùa với nhau mỗi tuần, lâu lâu thấy người kia có bộ 2-3 tuần không đi, phone thăm, chị khỏe không, anh khỏe không. Thứ nhất người ta rất là vui là mình có quan tâm. Thứ hai là mình còn biết được nhau như thế nào để nâng đỡ, để an ủi, để giúp đỡ. Cho nên tu có niềm vui, sống có niềm vui. Mà thật sự ở ngoài đời này mà sống mà không có niềm vui thì người đó chán nản, dễ bỏ cuộc đời này lắm, đi tìm một thế giới khác. Tại vì người ta sống, người ta cảm thấy cuộc đời này không có gì vui. Thậm chí người ta còn thốt lên những câu than thở: quen nhau đầy ắp trong thiên hạ, tìm kẻ tri âm được mấy người. Có thể mình quen nhau đầy khắp trong thiên hạ, tìm kẻ tri âm được mấy người. Người hiểu được mình đâu có mấy đâu. Cho nên trong cuộc đời này mà ai hạnh phúc lắm, tìm được một người tri âm đó là hạnh phúc. Người hiểu được mình. Thậm chí mình viết một bài thơ đăng trên báo mà có người hiểu được bài thơ mình, người ta cảm được bài thơ mình, mà người ta đem bài thơ mình ra người ta phổ nhạc, là mình biết rằng người phổ nhạc nhất định phải hiểu thơ, mới tả được cái bài thơ đó thống thiết tâm tình. Rồi người ca sĩ hát bản nhạc đó phải sống với bài thơ đó, phải cảm được bài thơ đó. Cho nên không chỉ riêng đối với đạo Phật, mục đích chúng ta đến với đạo không phải để bái lại Đức Phật, không phải chỉ để thờ cúng Đức Phật theo chúng ta thường thấy. Xin thưa, những cái đó là những cái bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với một bậc thầy đã dày công hướng dẫn. Chứ Đức Phật không cần cái đó. Cái Đức Phật đang cần ở chúng ta là nhân cách của mình và niềm vui của sự tu tập. Ví dụ như mình cúng rất là tha thiết nhưng mà quay lưng lại là huynh đệ không nhìn nhau thì chắc chắn Phật sẽ không vui điều đó. Thành thử ra quý vị có chuông mỏ trước bàn Phật, có thắp nhang, có lại Phật được hết. Điều đó không có gì sai và cũng không có gì chúng ta bác bỏ. Nhưng chúng ta biết rằng những gì chúng ta đang làm là chúng ta bày tỏ lòng biết ơn với Phật thôi. Như mình thờ tượng Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo vân vân, là chúng ta biết ơn các ngài đã dày công giữ gìn đất nước. Đối với Đức Phật cũng thế, chúng ta kính ngài là bởi vì ngài là bậc thầy giác ngộ dẫn dắt cho chúng ta. Mà cái quan trọng cần thiết là chúng ta phải học giới, hành trì để chúng ta nhân cách chúng ta lại. Cho nên có một vị tổ mới nói: các ông có thể không biết giáo lý nhưng nhân cách các ông không thể thiếu. Có một hòa thượng nói: các vị có thể không có gì hết, như là nhà, cửa, tiền bạc đó, các vị có thể không có gì hết, nhưng các vị không thể không có lòng từ bi. Bởi vì lòng từ bi đâu có cần mua sắm gì đâu, chỉ cần mình thương được mọi người thôi. Đó là hai cái công dụng của đạo. Thứ nhất là nhân cách, thứ hai là niềm vui.
Mà niềm vui này từ đâu ra? Niềm vui này là từ sự tu tập của chúng ta. Pháp Hòa ví dụ như là mình thích ăn chay nhưng không biết nấu, rồi quen với một vài người bạn, hay là mình lên YouTube mình học, khi nấu được đồ chay rồi vui không? Vui. Là vì bây giờ mình biết nấu rồi, mình biết làm những món ăn chay mà người nhà mình enjoy, rất thích những món của mình. Cũng như vậy, Pháp Hòa biết rằng quý vị nào mà học kinh mà thuộc kinh là mừng lắm, thuộc chú Đại Bi là vui lắm, thuộc Bát Nhã Tâm Kinh là vui lắm. Nhưng đó chỉ là bước đầu mình thuộc kinh. Nhưng bây giờ mình làm sao mình ứng dụng lời kinh, nhưng mà không phải máy móc. Ví dụ nè, mình có cái ly mình rất thương, lỡ nó rớt bể đó, bây giờ mình tiếc rẻ nó cỡ nào, bao nhiêu ngày là mình biết là mình thấm Bát Nhã cỡ nào. Còn thí dụ như người ta nói chị cho tôi cái ly, hay là mình người ta làm bể, ôi đừng lo, sắc tức thì không. Mình nói máy móc lắm, nhưng mà đụng tới mình là thấy sắc vẫn là sắc. Dưới người khác thì mình sẽ khuyên rất hay, sắc tức thì không, sắc là không, không là sắc, thậm chí là ôi vô thường. Nhưng mà mất cái làm của mình cái là la sùm lên. Là niềm vui và nhân cách. Điều thứ ba, công dụng thứ ba của đạo, đó là chúng ta làm sao chúng ta cống hiến được những gì chúng ta có cho gia đình, cho xã hội. Mỗi người chúng ta ai cũng có thể cống hiến bất cứ cái gì cho gia đình, cho xã hội. Pháp Hòa hay nói với quý vị người lớn á, đôi khi các vị hay la các em, con không có làm được gì hết trơn á, đụng đâu hư đó. Pháp Hòa nói không có đâu, nó biết mở cửa đó, tới bấm chuông nó ra nó mở. Hồi nhỏ mấy chú tiểu ở chùa Pháp Hòa dạy rửa chén á, rửa hào nước lắm, nhưng mà có nhiều vị nóng ruột lại tắt, thôi đi đi khác chỗ khác đi để tôi rửa, rửa hao nước quá. Pháp Hòa nói bác ơi, bác hao nước mà nửa em hao công, nó không rửa em rửa hết. Chịu khó hao nước một chút chỉ cho nó rửa. Có nhiều khi mình phải chấp nhận hao ở lúc đầu để sau này đâu nó vào đó. Mình không chịu hao lúc đầu, mai mốt hao hơn. Cho nên Pháp Hòa chấp nhận nhiều khi rửa chén cứ mở nước xả chơi vậy, đứng nói chuyện, đứng nói trời nói đất gì, có mình lãng vãng. Rồi Pháp Hòa chỉ sắp xếp chén dĩa muỗng vô trong cái xưng như thế nào, rửa như thế nào, sắp chô tô dĩa vô như thế nào, mình chỉ nó làm. Đó là sự cống hiến. Rồi mai mốt nó lớn lên nó biết cái gì nó cống hiến, mà nó cống hiến có bài bản. Cái nào lớn để dưới, cái nào trung để trên, cái nào nhỏ trên nữa. Tuy tất cả đều là chén dĩa nhưng phải úp cho đúng. Con người cũng vậy, tất cả là bình đẳng là con người, nhưng tôn ti trật tự phải có. Cho quý vị mới thấy đạo đâu có gì đâu mà né. Mình đến với đạo trọn vẹn được ba thứ: một là nhân cách, hai là niềm vui, ba là cống hiến. Ví dụ như mình làm chồng, nó tôi biết làm gì hết á, cống hiến được mà, rửa chén, đi làm về nấu nồi cơm, thấy cái xiên dơ mình rửa, ôm quần áo đi giặt sấy, có thể làm biếng ủi, nhưng có thể giặt sấy giùm vợ giùm con. Nếu chúng ta muốn cống hiến, hằng hà sa số việc cống hiến. Người muốn làm lúc nào cũng có việc để làm. Có nhiều người nói tôi đâu thấy gì để làm đâu, tại anh không muốn làm thôi. Anh muốn làm là lúc nào cũng có việc để làm. Hồi xưa Đức Phật khi mà thu nhận các thầy rồi á, Đức Phật nói này các thầy, các thầy hãy chia ra nhiều hướng, các thầy đừng đi về cùng một hướng. Tại sao? Bởi vì người ta đang rất cần các thầy. Hãy đi, đi trên con đường hành đạo, đi trên con đường hoằng pháp, hãy hướng về chúng sanh, chỗ nào cũng có chúng sanh để các thầy phải hướng tới.
Nhưng các thầy đừng đi riêng lẻ, đi mỗi lần hai người, ba người đi độ. Đi vào trong làng Mạc Thất Thực từ hai người trở lên. Và hôm nay mình đi ngã này rồi, mai mình đi ngã kia. Đừng có vì con đường này toàn đồ ăn ngon không đi hoài. Thầy nào mà đi khất thực mà có một con đường đi hoài là không được. Thí dụ như trời ơi, mỗi lần khất thực bô xa nhiều đồ lắm, cứ kiếm bô xa mà đi. Phật quở bởi vì sao? Thiếu tâm bình đẳng. Thiếu tâm bình đẳng. Hôm nay mình đi đường này, mai mình đi đường kia, để cho chúng sanh có cơ hội cúng dường. Và để lòng mình rời khỏi sự dính mắc. Đường này đồ ăn ngon không? Đường kia đồ ăn dở không? Cho nên thưa đại chúng, khi mà chúng ta tu tập và chúng ta hiểu được cái công dụng khi chúng ta đến với đạo giáo, từ đó chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta không có việc gì để gọi là chúng ta là người vô đạo. Và với cái nhìn của đạo Phật, tất cả đạo, đạo giáo đó cống hiến chúng ta ba điều. Một là nhân cách của chúng ta đến với đạo để chỉnh chu lại nhân cách của mình, học hỏi để làm để có một nhân cách tốt. Thứ hai, để chúng ta có niềm vui trong sự sống. Thật sự cuộc sống có nhiều niềm vui, nhưng tại chúng ta cứ hướng về cái khổ mà chúng ta không thấy được niềm vui. Người cha cũng có thể làm được gì cho con, chứ không phải chỉ là người mẹ, hay là ngược lại. Ông bà cũng có thể làm được rất nhiều cho con cháu, chẳng hạn như giữ cháu. Bây giờ nuôi thì nuôi không nổi mà giữ được. Không có tiền nuôi cháu nhưng mà giữ cháu được. Mà con nó rất cần mình, tại vì mình giữ free. Mà nếu mà con cháu nó có cho mình chút ít đi nữa đó, mình giữ cháu mình vẫn hơn. Tại vì mình take care bằng tất cả trái tim của mình. Và thậm chí mình nói mướn người ta giữ không bằng tự mình giữ. Tại vì sao biết không? Cháu ai thơm thịt nấy. Cháu mình hung vẫn ngon. Cháu người khác mình hung chơi thôi mà không thơm. Cháu ai thơm thịt đó. Thì ở đây điều thứ hai là niềm vui của sự tu tập. Có những chỗ Pháp Hòa đi giảng á, một ngày chủ nhật Pháp Hòa giảng 5 chùa, từ 8 giờ sáng mà giảng tới 11 giờ đêm. Cứ một chỗ 2 tiếng 2 tiếng vậy, mà phải đi xa lắm rồi, chứ không phải như đây là chạy 50 phút đâu. Nhưng mà tới khuya mà năng lượng vẫn đầy đủ. Chỉ khi nào hết xíu quách ai biết thôi. Nhưng mà tại sao? Như ngày hôm sáng hôm qua Pháp Hòa rất mệt. Nhưng mà không, lúc mà sắp lên giảng là nó mệt. Nhưng mà giờ tới số rồi. Vậy mà thưa đại chúng, Pháp Hòa ngồi vô cái bàn đó, Pháp Hòa không còn biết mệt là gì nữa hết. Mà lúc lên là cái đầu nó trống rỗng, không biết mình phải nói gì. Vậy mà lát lên có chuyện để nói. Đúng là nhiều chuyện. Xin thưa như vậy, Pháp Hòa không có ý nói Hòa hay, nhưng mà Pháp Hòa có một cái là Pháp Hòa có niềm vui phụng sự. Pháp Hòa không có giỏi gì hết, nhưng cái niềm vui đó, đó nó làm cho người, thí dụ mình dở người ta vẫn thích, tại vì người ta thấy được cái hết lòng của mình. Hồi nhỏ đi học á, thỉnh thoảng có những bài thi Pháp Hòa không biết và để trống, thì ông giáo ông mới nói với Pháp Hòa, dù á không biết á, Du cứ khoanh đại, biết đâu chừng Du cũng có điểm. Nhiều khi mình khoanh đại cũng vớt vát, Du để trống chi cho mất điểm. Điều thứ hai, Du cứ làm tới khả năng của Du, rồi thầy cô giáo nhìn cái bài học đó và thấy Du sai ở chỗ nào là biết Du hiểu bài tới đâu. Còn khúc nào Du không hiểu, người ta sẽ giúp Du hiểu bài. Pháp Hòa nghe cái điều đó, bây giờ Pháp Hòa vẫn ứng dụng trong cuộc sống. Tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta cứ làm, đừng sợ người ta thấy mình dở chỗ nào, người ta bổ chỗ đó. Cũng như mình uống thuốc bổ thôi. Tại sao kêu thuốc bổ? Mình khuyết chỗ nào, uống cái viên đó vô, nó bổ chỗ đó.
cái viên thuốc bổ là nó có vitamin từ E tới Z, phải không? Mình uống vô đó, mình cơ thể mình thiếu chỗ nào nó bổ chỗ đó. Mà có bổ mới có dưỡng, kêu bổ dưỡng. Bổ là nó thêm vô đó và nó nuôi. Chúng ta cũng thế, con mình nó khuyết chỗ nào, mình bổ chỗ đó, mình dưỡng con. Mình nuôi con không phải cơm áo, mà phải nuôi bằng tâm tư của mình, bằng sự tu tập của mình. Có nhiều khi á, mình cho con nó ăn rất ngon, nhưng hàng ngày mình nói chuyện nghe không được. Con mình nó học cái cách đó. Ví dụ như ở nhà mình đừng có nói nè lên ăn giọng đi, nó đâu có biết ăn giọng là cái gì, nó tưởng là eat. Rồi bữa nào nó muốn kêu má xuống ăn cơm, nó má xuống ăn giọng. Ê hổ với con. Tại vì mình giáo cái gì mình dưỡng cái đó và nó học cái đó. Người ta gọi là giáo dục. Cha mẹ có 9 cái ơn đối với mình, gọi là 9 chữ cù lao. Trong đó có phần dạy dỗ. Cho nên hằng ngày á, thưa đại chúng, từ người đời cho tới người đạo, từ thân cho tới sơ, từ bạn bè cho tới vợ chồng, tất cả đều là bổ dưỡng cho nhau hết. Nhưng mà chúng ta không phải bổ dưỡng ở vật chất, mà chúng ta bổ dưỡng cho nhau bằng những món ăn tinh thần. Bằng chứng nè, cái ngày sinh nhật của mình, con nó không có gửi quà gì mà nó bắt cái phone: Mommy happy birthday. Nhiều đó đủ rồi con. Con nhớ ngày của má, đúng không? Em y chang mà. Con mà mình đi giảng, mà những lúc Pháp Hòa đi giảng nhằm cái ngày Father's Day đó, mấy thầy mấy chú gửi email: Happy Father's Thầy. Father Thầy. Năm nào Pháp Hòa cũng mấy chú cũng gửi. Như hôm Tết thì con chú vô chúc Tết khóc: hồi nãy con lên thầy con sắp xếp trong đầu, con sẽ nói với thầy nhiều lắm, mà bây giờ con lên gặp thầy con chỉ khóc thôi, con không nói gì được đó. Nó thôi con khóc thầy nghe đủ rồi. Thầy trò ôm nhau, thầy ôm con ôm thầy, con nói gì thầy hiểu hết. Tại vì cái trái tim của con, cái ánh mắt của con, cái cách ôm của con, thầy feel được. Ôm mà ghét đó nghe, cũng biết đó, xiết. Ôm thương khác, ôm thương nó vuốt nữa. Cho nên đạo đời nó đâu có xa. Cái quan trọng thật sự, xưa đại chúng, trái tim ai cũng đập giống nhau, trái tim ai cũng đập giống nhau, chứ không có gì, bất quá nó khác cái tướng ở ngoài thôi. Chứ máu, cảm nghĩ, cái gì nó cũng giống nhau hết. Chúng ta phải sống bằng cái đó. Còn cái lớp này phụ, mà cái lớp trong này nó có điều với nhau, thì chúng ta đủ ba đạo lý: nhân cách, niềm vui. Đệ tử nuôi thầy, nuôi bằng cái sự tu tập của đệ tử. Nhiều khi trong chùa Pháp Hòa nói, Phật tử không cần cho Pháp Hòa ăn ngon, không cần cho uống đồ bổ, chỉ cần Pháp Hòa thấy Phật tử thương nhau, quan tâm cho nhau, Pháp Hòa vui không kể xiết. Nghe người kia không có xe về mà cùng một con đường mà lơ không chở, trời mình thấy đau. Mà nếu người kia chạy tới: em về cùng với chị nè, chị em chở chị, Pháp Hòa nghe và vui cùng tận. Ngày nào chúng ta còn sống với nhau như vậy, ngày đó đạo không có mất. Đạo lý chúng ta sống còn thì có đạo nào mất đâu. Cái đó mà không còn, không còn đạo gì nữa để nói. Có xây bao nhiêu chùa, có làm bao nhiêu cái, đạo ai nữa tới tu đâu mà đạo truyền cái gì nữa. Đạo lý nó mất rồi. Quý vị thấy được điều mà nói không? Nhiều khi mình ngồi chung bàn với nhau,
ai mình cũng mời ăn mà có người mình trừ, thống ưa bắt gì mời. Nhưng mà nó kỳ lắm, có ăn được. Pháp Hòa xin thưa là Pháp Hòa sống sao Pháp Hòa nói vậy. Cái sự tu tập của chúng ta nó không có phải ở cái kinh điển giáo lý, nó chỉ một phần vậy thôi. Nhưng chúng ta có thực tập thì cái đó nó đi ra như người nấu ăn. Học cái căn bản thôi, còn nấu ăn là cả một nghệ thuật. Quý vị bấm Google, YouTube, cách nấu cà ri mấy chục kiểu, cách làm nem chay mấy chục cách. Bởi vì sao? Căn bản vẫn là đu đủ, vẫn là rau câu hay bưởi hay khế hay chanh. Căn bản nó chỉ nhiêu thôi, nhưng cách làm mỗi người mỗi cách. Có người làm dai, có người làm bở. Nấu canh chua, bấm thử coi cách nấu canh chua mấy chục cách hay mười mấy cách. Nhưng có người nấu cách này, có người nấu cách khác. Tu cũng vậy, một khi chúng ta nắm được đạo lý rồi, chúng ta có thể sáng tạo. Và tu là một sự sáng tạo, sống trong đời là một sự sáng tạo. Thế thì đạo nó không phải là cái mà chúng ta thường suy nghĩ. Đạo này đó, đạo Phật, đạo gì đó, rồi cúng bái thờ lại. Như hồi nãy vừa nói, đó chỉ là hình thức bày tỏ lòng. Còn đạo Phật cống hiến chúng ta ba điều: một là nhân cách để sống, hai là niềm vui tu tập và sống, ba là cống hiến cho xã hội, cho đời. Người tu nào mà không nói một câu trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sanh? Người tu nào nói câu đó đó? Trên cầu làm Phật dưới độ muôn loài. Tụng kinh bữa nào cũng tụng: lại đấng tam giới tôn, quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện lớn trì tụng kinh Pháp Hoa, hay Di Đà hay Địa Tạng gì đó, trên trả bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này sanh qua cõi Cực Lạc. Không phải lời phát nguyện của mình sao? Ngày xưa bà Võ Tắc Thiên á, quý vị nào mà đọc sử thì biết bà Võ Tắc Thiên. Cuộc đời của bà thôi mình không nói, nhưng mình nói từ cái khúc bà phát tâm nha. Một hôm bà hiểu đạo, bà mới thỉnh quý hòa thượng vô để mà giảng kinh. Thì khi quý hòa thượng giảng xong bài kinh, cái bà đứng dậy. Bà đứng dậy bằng tất cả tâm thành, bà đọc lên bốn câu mà tự bà sáng tác: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Bà đọc bốn câu đó xong, quý hòa thượng khả chứng. Bà nói: bạch hòa thượng, đời con tội lỗi nhiều quá, nay làm sao con trở về với đạo? Hòa thượng nói một câu: nhất thành thượng đạt, vạn tội băng tiêu. Câu đó bây giờ đem vô kinh rồi đó. Nhưng mà xuất xứ cái câu đó từ lúc bà Võ Tắc Thiên phát tâm quy y tu đạo. Nhất thành thượng đạt, một tâm mà đề lên thì một tâm lành mà sướng lên, vạn tội cũng sẽ tiêu. Hòa thượng nói: nhất thành thượng đạt, vạn tội băng tiêu. Có rất nhiều bài ca ngợi pháp bảo, nhưng quý ngài thấy rằng không có bài nào thay thế được cái bài này của bà Võ Tắc Thiên hết. Cho nên khi soạn cái nghi thức tụng kinh, chư tổ đã đưa cái bài kệ của bà Võ Tắc Thiên vô thành cái bài kệ khai kinh. Bây giờ quý vị tụng đó, nếu mà tụng tiếng Việt sao: pháp Phật cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe thấy xin trì tụng, nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu. Sư ông Làng Mai dịch: pháp Phật cao siêu màu nhiệm, cơ duyên may được thọ trì,
xin nguyện đi vào biển tuệ, tinh thông giáo nghĩa huyền vi. Hồi nhỏ Pháp Hòa thuộc cái bài Vòi vội không trên pháp thẩm sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy xin vân giữ, nguyện hiểu Như Lai nghĩa thật sâu. Nhiều cách dịch lắm, muốn dịch cách nào cũng được, nhưng tất cả bản dịch đều bắt nguồn từ bốn câu bằng tiếng Hán của bà Võ Tắc Thiên. Thì hôm nay thưa đại chúng, tối hôm nay Pháp Hòa chỉ muốn thưa, bắt đầu từ bây giờ chúng ta có một cái hiểu chữ đạo khác hơn. Hiểu mục đích chúng ta trở về với đạo không có gì khác hơn là để làm tròn ba việc: nhân cách của mình, niềm vui của chúng ta và sự cống hiến cho mọi người. Với tuổi của ni sư trụ trì, ni sư có thể nhập thất ẩn tu, nhưng mà ni sư cũng muốn làm tròn cái tâm nguyện của người tu là cống hiến cho đời. Cho nên chùa cháy xây khác. Ni sư đang làm người mà Đức Phật khen đó. Cái gì chưa có biết xây dựng cho có, cái gì lỡ hư mục tu sửa cho thành tốt. Mình có phải làm vậy không? Mình chưa phải là một người biết gì hết, ngày hôm nay bắt đầu chỉnh chu người mình. Lỡ mình chỉnh chu, nó lem lem làm lại. Bởi vì mỗi người chúng ta ai cũng có cái kiến để nhìn mình hết á. Bằng chứng là ăn xong rồi mẻo ra coi, coi nó có lem luốc gì không. Cái kiến đó là gì? Đó là soi tâm. Quý vị đọc bài kinh soi gương quý vị biết. Cho nên khi Pháp Hòa nói điều này, cũng như tất cả mọi người, nếu ai mà cho dù mình đạo Phật, đạo Chúa, đạo gì, cũng không ngoài ba cái mục đích chúng ta tu đạo. Đạo nào cũng muốn cho chúng ta tròn một cái nhân cách, đạo nào cũng muốn đem tới chúng ta niềm vui. Và sau cùng thì chúng ta phải đem những gì chúng ta biết để cống hiến cho đời, thì chúng ta sống không uổng phí. Sống có niềm vui, sống không uổng phí và sống tròn nhân cách. Xin cảm ơn đại chúng. Dạ, xin thưa đại chúng là như hồi nãy Pháp Hòa có thưa là ni sư đang kêu gọi mọi người chúng ta ít nhiều hộ trì cho sư trong công việc tái kiến thiết lại ngôi chùa. Và dĩ nhiên công việc này không phải một ngày một bữa mà hoàn tất được, phải không? Đây là một công trình dài hạn. Quý vị hỗ trợ cho chùa bằng mọi cách. Quý vị có thể liên lạc với chùa Viên Minh để hỏi những cái cách nào mà mình có thể đóng góp cho chùa. Hồi sáng này Pháp Hòa có kể câu chuyện quý vị nghe nhớ không? Chuyện mà Đức Phật dạy bán chuột đó. Không nghe hả? Ồ, nhờ vậy mới nghe cái băng. Cuối cùng Đức Phật nói mình có xác chuột bỏ uổng, đem bán cho những người người ta làm phân, lấy chút tiền tích lũy làm vốn, rồi làm vốn ra nữa. Cuối cùng Đức Phật nói một câu: tích tiểu thành đa, quy cái nhỏ, gom cái nhỏ để làm cái lớn. Mình tu cũng vậy, tu từ từ, tu chút chút, mỗi ngày mỗi ít, để chúng ta trở thành một cái người tu thật là giỏi. Thì tối hôm nay hôm nay là Pháp Hòa ba thời rồi. Hồi sáng 10 giờ, chiều nay 3 giờ và tối nay 7 giờ. Ngày mai cũng 3 thời, ngày mốt cũng 3 thời, coi như là 9 nút. Xin cảm ơn đại chúng rất là nhiều. Giờ đại chúng có yêu cầu, có thắc mắc gì nữa không? Trước khi mình hồi hướng. Quý vị có ai có câu hỏi gì không? Có video này sẽ đưa cho quý vị. Biết thầy có phép khoảng mấy câu chưa thầy? Dạ không sao, 6 câu cũng được. 6 câu về quý vị. 6 câu vòng cổ. Đây là câu hỏi cho quý vị hỏi.
Hỏi dễ dễ nha chế. Nãy giờ con nghe thầy giảng mà con khát nước quá trời. Tại vì trong lòng con uống từ bài thuyết pháp của thầy, con biết cảm ơn thầy cũng như thầy đã cho con kinh nghiệm để nghe được lời Phật pháp. Tôi con là người đạo Chúa, nhưng mà ngày nào con cũng nghe lời thuyết pháp của thầy hết. Bữa nay thì khi mà thầy bước vô, con nhìn thấy tự nhiên nước mắt con nó trào ra. Cái lời nói của cô bây giờ nó không có được diễn đạt được cái lòng của con. Cái lòng của con muốn nói thật nhiều, nhưng cái lời nói của con nó không có ra hết. Con xin thầy chỉ dẫn thêm cho con để con biết làm sao mà đi được cho đúng đường. Cô đi không lạc đường, ngồi trong này là đúng đường rồi đấy. Biết nhà hàng Moonlight tới đâu tìm tới là đúng đường rồi đó. Bây giờ dạ mời cô. Cô ở giữa nè. Dạ mời cô. A Di Đà Phật. Con nhờ được Phật pháp hướng dẫn qua một cái âm điệu của thầy, từ nhiều tin tôi được gặp thầy. Nhưng mà một tuần con có thể bỏ ra thời gian ngay được 4 cái lời cho 3 cái lời của thầy. Hôm nay con được gặp thầy, con rất là hoan hỷ. Từ sáng của con ở bên kia giờ con đây, nhưng mà con nguyện con sẽ cố gắng là nghe thầy, nghe cái này nhất thì tôi nói dạng sống là truyền giáo pháp sống, chứ không phải nghe đĩa nữa, nghe băng nữa, nghe YouTube nữa. Thành ra là con rất là vui khi gặp được thầy ở đây. Nhưng mà con có một cái câu hỏi này là từ sáng tới giờ ai cũng thấy là thầy không có ăn, mà thầy làm rất là, nói rất là nhiều pháp, rất là nhiều. Thì con đó muốn thầy chỉ dẫn cho chúng con cách để giữ được sức khỏe của thầy. Để chúng con bây giờ trong cuộc sống này rất muốn được tìm được sức khỏe, sức khỏe là trên hết. Con có sức khỏe thì con sẽ học được nhiều Phật pháp hơn. Đây là thầy. Cảm ơn cô. Cô muốn giống Pháp Hòa không? Có bà chị, có ai đây có ai muốn không? Ai muốn bà chị bí quyết ngắn gọn cạo đầu vô chùa? Thôi bây giờ nếu mà đại chúng mà không có gì thắc mắc thì Pháp Hòa xin hát cúng dường đại chúng bài để trước khi quý vị về ngủ nha. Và bây giờ chúng ta xin hãy chắp tay hồi hướng trước khi mà chúng ta bắt đầu phần văn nghệ của mình. Xin đại chúng cùng chắp tay hồi hướng. Quý vị cứ ngồi, quý vị cứ ngồi, để mình pha xong cái phần nghiêm túc của mình đã. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư trụ trì, chư ni chúng chùa Viên Minh. Hôm nay chúng con đáp lời mời của ni sư để cho phép chúng con về đây để cùng được gặp quý Phật tử, chia sẻ Phật pháp, cũng như là chia sẻ với ni sư trong những cái ngày tháng mà ni sư phải vất vả tái tạo lại ngôi chùa đã bị hỏa hoạn vào đầu năm rồi. Thì hôm nay chúng con
tất cả mọi người ở đây nhất tâm cầu nguyện cho ni sư tứ đại thường an, đầy đủ trí tuệ từ bi để tiếp tục những công trình mà ni sư đã đề ra, và mong chùa Viên Minh sớm được hình thành để cho chúng con có được cơ hội về thăm chùa lễ Phật và cùng sinh hoạt tội ngôi tại ngôi đạo tràng chùa Viên Minh trong những ngày tháng tới này. Chúc ni sư chân cứng đá mềm thành tựu được mọi Phật sự của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Rồi bây giờ Pháp Hòa xin cúng dường đại chúng bài đầu tiên là bài Sông và Biển. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng mênh mông. Bao la biển xanh mặn nồng, một đời người như sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông. Bao la như biển xanh mặn nồng, một đời người như sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Và cúng dường đại chúng một câu vòng cổ. Pháp Hòa xin hát bài Xuân Này Con Không Về.